Quang xin chào các bạn. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cảm biến phát hiện vật cản hồng ngoại E18D80NK. Ok, đây trên tay mình đây là một cảm biến E18D80NK. Thì cái module ở mình có làm cái video hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái module cảm biến hồng ngoại, thì cái module nó không cảm biến được xa các bạn, nó không phát hiện được cái vật cản khoảng cách xa. Và cái module nó chỉ mang tính chất là demo, cái mô hình để cho các bạn test, bạn hiểu về cái cảm biến hồng ngoại nó như thế nào. Bước đầu các bạn làm quen với cảm biến phát hiện vật cản hồng ngoại. Rồi video này mình giới thiệu cái con cảm biến này, là con cảm biến nó gọi là nó được hoàn thiện để chúng ta sử dụng trong các cái dự án, các cái mô hình. Đây các bạn thấy nó có một cái đoạn dây dài như này. Đây cũng khá dài, như là 1 mét hay gì á. Nói chung là con dây dài, và ở đầu dây sẽ có ra 3 dây, là 3 dây là nâu đen với màu xanh biển. Đây các bạn thấy không, nâu đen màu xanh biển. Các bạn đừng để mấy dây này mình nói dài rồi. Đây nâu đen màu xanh biển, thì tí nữa mình sẽ nói về các cái dây này. Tại vì cái màu của nó không phải là, nó có 2 cái dây nguồn và 1 cái dây tín hiệu, nhưng mà cái dây nguồn và dây tín hiệu nó không, cái dây nguồn của nó không có đúng cái màu, là kiểu màu đen đỏ. Thì tí nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ nói về đây là thì khi mà các bạn mua về á, cái đầu cảm biến nó sẽ như thế này. Nó màu vàng, nó có màu vàng, thường là màu vàng. Rồi trên đây là 2 mắt cảm biến, ở dưới cái phần đuôi của nó sẽ có một cái đèn báo. Đây là một cái đèn báo. Đèn báo ở đây, cái đèn màu đỏ để báo là cái cảm biến nó có hoạt động hay không. Rồi cái biến trở này á, là để điều chỉnh cái khoảng cách mà phát hiện vật cản. Rồi cái con E18 này nó khoảng có thể phát hiện vật cản ở khoảng cách là 10 đến 80 cm. 10 đến 80 cm khoảng cách rất là xa, đúng không các bạn? Ở cách rất là hợp lý. Đây, cái này xa từ 10 đến 80 cm. Rồi cái dòng sử dụng của nó là dòng 1 mA. Mắc là 1 mA. Rồi sử dụng nguồn 5V. Rồi ở đây mình sẽ nói tại sao sử dụng cái dòng 1 mA. Thì các bạn biết đó là cảm biến khi mà nó sử dụng, nó luôn luôn sử dụng các loại cảm biến đó, nó phần lớn là luôn luôn sử dụng các cái dòng từ nhỏ hơn 1 mA và cao nhất là 1 mA. Thì tại sao không sử dụng cao hơn? Bởi vì khi mà sử dụng cao hơn, cảm biến nó sẽ xảy ra cái hiện tượng tự nung, dẫn đến cái đầu tiên dẫn đến là các bạn thấy là nó sẽ cảm biến sẽ không còn chính xác, nó không còn nhạy, không còn chính xác nữa. Cái hai nữa là cảm biến sẽ làm hỏng cảm biến. Thì thường là cái dòng nó sẽ từ nhỏ hơn 1 mA, hoặc cao lắm là chỉ là 1 mA thôi. Thì ở đây các bạn cứ yên tâm là các bạn cứ cấp cái nguồn 5V cơ bản vô, thì ở trong cái bo mạch của cảm biến là nó sẽ có cái mạch kiểu là ổn áp xuống cho các bạn, nên là các bạn cứ yên tâm, không có cần cấp một cái nguồn mà đúng 1 mA đâu các bạn, không cần. Hay các bạn cứ cấp một cái nguồn 5V bình thường, ví dụ 0.5A hay là 1A gì vẫn được. Ok, ví dụ như thường là sử dụng cái nguồn mà 5V trên Arduino là được rồi ha. Thì đó là sử dụng cái, còn hiện tượng tự nung là gì các bạn, thì các bạn đó các bạn tìm hiểu thêm ha. Đây mình không nói cụ thể ra, tại nói cụ thể nó dài lắm. Rồi tiếp theo, cái mặt ở bên đây là cái sơ đồ cái tiếp điểm của cảm biến. Thì cảm biến này là NBN. Rồi ở đây mình sẽ nói luôn, mình nói trên cái này chúng ta, nó sẽ có ra 3 dây này mà không, ground, black và blue. Blue là nói với 0V, ground là nói với cộng V, tức là nói với 5V á. Còn black là nó sẽ nói với tải glare, tải black nó tải glare. Rồi mình sẽ nói về cái vấn đề là mình giải thích cái nguyên lý nó cơ bản lắm. Thì đơn giản là nó có một cái mắt khoét và một mắt thu. Cái mắt khoét nó sẽ phát ra tín hiệu khi phát hiện vật cản. Đây là ví dụ, đây là cảm biến, đây là vật cản đi. Đây là vật cản. Thì khi mà cái mắt khoét nó phát ra tín hiệu phát hiện vật cản, thì nó phản xạ lại, cái mắt thu nó nhận được. Thì ở đấy thì nó phát hiện được vật cản, thế thôi, đơn giản thôi. Rồi mình sẽ nói về cái vấn đề là NBN và BNB. Nhiều bạn thắc mắc chỗ này, tức là tại sao cái con cảm biến này nó lại sử dụng cái tiếp điểm là NBN và tiếp điểm. Mình sẽ không giải thích cái chỗ là NBN với BNB là cái gì nha các bạn. Cái đó các bạn kiểu mình mặc định các bạn phải biết rồi. Cái đó thì các bạn làm người cảm biến, các bạn là dân điện, các bạn không biết cái đó thì thôi bó tay. Đây rồi, thì con cảm biến này là, các nhìn sơ đồ này các bạn biết là NBN. Phần lớn các cảm biến sẽ sử dụng là NBN. Tại sao lại sử dụng NBN mà không sử dụng BNB? NBN là gì, BNB là gì, các bạn tự tìm hiểu ha. Rồi thì NBN và BNB á, thì cảm biến nó phần lớn nó sử dụng là NBN là tại vì theo cái tiêu chuẩn là Atec John 01. Đó là tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ. Thì tại sao? Thì mình tạm thời mình bỏ qua tiêu chuẩn này đi. Thì NBN có nghĩa là khi mà cái được kích á, NBN khi mà cái cảm biến nó được kích á, thì cái mà cảm biến á, nó sẽ, cái tải nó sẽ 0V, tức là nó mang điện áp là 0V, tức là cái chân dương của tải sẽ nối với nguồn. Chân dương của tải sẽ nối với nguồn, còn cái chân âm của tải sẽ nối với tiếp điểm của NBN. Tức nghĩa là khi mà được kích á, khi mà được kích á, thì cái tải nó sẽ là 0V, tức là không có điện. Còn cái thằng BNB này nè, nó ngược lại, khi mà được kích á, thì nó sẽ mang cái điện áp dương, tức là tải nó nối với nguồn dương của tiếp điểm BNB, và cái nguồn âm nó sẽ âm nó sẽ nối với cái nguồn, tức là tải của nó sẽ là mang điện tích dương. Tức nghĩa là khi mà được kích, khi mà cảm biến kích, thì khi mà sử dụng cảm biến BNB á, thì khi mà được kích thì tải nó sẽ mang điện tích, nó mang nó kết nối với nguồn dương. Thì các bạn hiểu đơn giản,
khi mà nó mang điện tích, khi mà cái nó cái nguồn dương á, thì nó sẽ dễ xảy ra cháy nổ hơn là cái thằng không mang điện, không wall. Thằng BNB là cái thằng cảm biến này nè, phần lớn nó làm BNB là tại vì khi mà nó được kích là nó sẽ mang cái nó không có mang điện, không có mang điện áp á. Tức là nó được nói không wall thì không mang điện áp, thì khi mà không mang điện vậy thì cái khả năng cháy nổ của nó ít xảy ra hơn, nó an toàn hơn, vì thế là nó được ưu tiên sử dụng hơn. Thì cái này là nó theo cái tiêu chuẩn Athlon 01. Athlon 01 thì họ ưu tiên họ sản xuất các cảm biến sử dụng cái tiếp điểm NBN hơn là BNB. Đấy, thì đó là mình gọi là giải thích cơ bản về cái tại sao mà sử dụng BNB và NBN cho các bạn. Thì cũng đơn giản thôi, đơn giản là theo cái tiêu chuẩn theo cái tiêu chuẩn an toàn cháy nổ. Rồi, về nguyên lý thì cơ bản là vậy. Rồi giờ mình qua code hướng dẫn các bạn sử dụng. Mấy cái này các bạn không cần biết cũng được, các bạn biết sử dụng nó như thế nào thôi. Rồi, giờ mình bỏ qua mấy cái tiêu chuẩn, mấy cái BNB khỉ đó qua bên đi. Giờ mình sẽ nói dây. Rồi, đầu tiên thì các bạn coi trên cái sơ đồ, trên cái tờ giấy này các bạn cũng thấy rồi. Cái dây blue là không wall, đây là dây blue nè, mình nói với khi không wall là mình nói với cái dây màu đen nè các bạn. Dây âm nè thì các bạn nói vào GND ở trên Arduino. Đó. Rồi, cái dây ground là không wall. Ấy lộn, ground là nói với V cộng tức là 5W các bạn. Đây, dây nâu nè, là nói với 5W của Arduino. Còn cái dây còn lại là chắc chắn là dây tín hiệu rồi. Dây tín hiệu đây là dây màu đen là dây tín hiệu nha. Các bạn đừng có nhầm lẫn, các bạn nhớ coi sơ đồ nha. Dây tín hiệu ở đây mình sẽ dùng số 7. Rồi dây số 7. Ấy chân số 7 digital. Số 7. Rồi ok, bây giờ qua code. Rồi giờ qua code nha các bạn. Thì khi mà các bạn cắt nguồn vô các bạn sẽ thấy là cái đèn ở đây sáng nè, các bạn thấy không? Đèn sáng nè, đèn đỏ lên nè. Đấy là nó hoạt động á. Còn đèn nó không sáng là cái nguồn mạng cấp nó có vấn đề, hoặc là cảm biến có vấn đề, các bạn kiểm tra lại. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây á là cái nút dặn này là phát hiện. Cái nút dặn này là để cái biến trở, dặn biến trở để tăng giảm cái khoảng cách mà phát hiện quạt cản, thì tí nữa mình sẽ tăng giảm cho bạn xem. Bây giờ mình nói cái code nha đã. Thì cái code đó, đầu tiên nó là cái code test 1, thì các bạn khai báo cảm biến là chân số 7 nè, rồi một cái biến giá trị cảm biến. Ở setup mở cổng server 9600, tí nữa các bạn xem cái giá trị trả về á, rồi bin mode cảm biến là input. Rồi giá trị của cảm biến là bằng digital read, đọc cái tín hiệu digital của thằng cảm biến, rồi in lên cổng server để các bạn xem là cái giá trị nó như nào. Rồi giờ mình nạp code nha. Rồi mình chưa nạp code. Rồi giờ các bạn đợi tí để nạp code ha. Rồi đây là mình mở cổng server lên để mình kiểm tra. Rồi đây các bạn thấy khi mà không có hiện vật cản á, thì các bạn để ý cái đèn nè. Khi mà không có hiện vật cản thì đèn sẽ không sáng, khi có vật cản là đèn sáng nè, thấy không? Đấy, khi có vật cản là đèn sáng nè. Rồi các bạn coi trên cổng zero, khi không có vật cản thì giá trị cảm biến là 1, khi có vật cản là giá trị cảm biến là 0. Ok. Thì rồi bây giờ mình sẽ thử cái khoảng cách. Thì đây là đèn sáng nè. Này hơi khó. Rồi. Đây các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ thử quặn cái giá trị cảm biến. Đây. Sai em đi. Rồi. Đây ở khoảng cách hiện tại là cảm biến nó không có sáng nè. Nè các bạn thấy không? Bây giờ mình dặn gần lại nãy, gần hơn nãy tí, giờ mình dặn xa ra tí nha. Đây xa hơn nữa các bạn, xa hơn thì tức là cái khoảng cách mà phát hiện quạt cản này, các bạn sẽ dặn cái biến trở này để các bạn hiệu chỉnh cái khoảng cách mà nó phát hiện được cái quạt cản. Rồi thì cái code đơn giản vậy thôi. Rồi ok, ở code test 2 á, thì mình sẽ thêm một cái đèn. Đây là một cái đèn, mình chân âm của đèn mình vô nói vô GND và chân dương của đèn nói vô chân số 8. Dùng cái chân số 8 để điều khiển đèn. Tức là khi có quạt cản thì đèn sẽ sáng. Rồi khi không có quạt cản thì đèn sẽ tắt. Đấy, ở này mình nạp code rồi, bây giờ mình sẽ giải thích các code cho bạn. Là một cái ứng dụng test đơn giản cho các bạn hiểu. Rồi đầu tiên là cảm biến. Thì khai báo cảm biến nó y như nãy. Rồi các bạn khai báo thêm cái đèn là chân số 8 nè. Rồi đèn là input. Nhằm đèn là output, rồi cảm biến là input, mở cổng server 9600 nè. Rồi dưới vòng loop á là giá trị cảm biến nó sẽ đọc giá trị của cảm biến, rồi in lên cổng server. Rồi nếu như mà giá trị cảm biến là 0, tức là khi mà có vật cản thì nó sẽ hiện lên cổng server là có vật cản, đèn sáng, digital right, đèn 2, đèn sáng. Ngược lại tức là giá trị cảm biến là 1. Thì tín hiệu digital thì chỉ có hai cái giá trị là 0 và 1. Thì khi là 0 á thì có vật cản đèn sáng, ngược lại là 1 là không có vật cản thì đèn tắt. Đấy, rồi delay 500. Các bạn có thể delay ít hơn để giảm độ trễ nó lại. Rồi cho các bạn xem. Đây hiện tại là không có vật cản nè. Giờ có vật cản nè. Nó có vật cản. Đấy các bạn hiện thấy trên cổng server có vật cản. Giá trị cảm biến là 0. Rồi, đây không có vật cản, không có vật cản đèn tắt. Đây có vật cản đèn sáng. Đó có vật cản đèn sáng. Không có vật cản đèn tắt. Rồi có test 2 đơn giản vậy thôi. Rồi như video mình đã hướng dẫn cho các bạn về cơ bản cái con cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản E18D80NK.
à, giới thiệu các bạn cơ bản về nguyên lý, rồi các cái nguyên lý của nó như thế nào, cách sử dụng như thế nào, và một cái đoạn code cơ bản để các bạn sử dụng con cảm biến này. Thì cái nó cơ bản như cái module cảm biến trước thôi, rồi có cái là nó hoàn thiện hơn để các bạn làm cho cái mô hình, cái dự án nó lớn hơn, rồi nó bền hơn đấy. Con cảm biến này là khoảng mình nhớ là đâu đó 50-60 ngàn gì đó, 60-70 ngàn gì đấy, 65 ngàn phải. Thì tất nhiên cái module kia, cái module cảm biến ngoại kia nó chỉ có 10 mấy ngàn, còn cái cảm biến này tới 50-60 ngàn, 70 ngàn, thì tất nhiên nó bền hơn, nó tốt hơn rồi, phải không các bạn? Em phản cái khoảng cách phát hiện quạt cảm cũng xa hơn, nó tới 80 mét. Mình test thực tế là nó rất là ok nha bạn, đâu đó khoảng tầm 70-80 mét à đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share, subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.